Thời gian qua, tình hình cháy nổ diễn biến rất phức tạp, khó lường, đặc biệt là cháy nổ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ và xử lý kịp thời khi cháy nổ xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo như sau. Quy trình xử lý khi cháy xảy ra. 1 khi phát hiện ra cháy, nhanh chóng báo động cho mọi người biết bằng cách hô hoán, đánh kẻng, ấn nút báo cháy, hướng dẫn mọi người thoát nạn ra nơi an toàn. 2. Ngắt điện khu vực xảy ra cháy. 3. Nếu đám cháy nhỏ chưa phát triển rộng thì sử dụng các phương tiện như xô, chậu, chăn chiên, bình chữa cháy, hỏng nước chữa cháy vách tường để dập tắt đám cháy. 4. Báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số máy 114 và chính quyền công an địa phương nơi gần nhất. Cách sử dụng bình bột chữa cháy Mang bình chữa cháy đến gần vị trí xảy ra cháy, lắc sóc bình 3-4 lần cho tơi bột bên trong bình. Cầm cổ bình và rút chốt hãm kẹp trì, không bóp van bình để rút chốt. Chọn đầu hướng gió, hướng loa phun vào góc lửa, bóp mạnh van để bột chữa cháy phun ra. Một số giải pháp kỹ năng thoát nạn, không nên bố trí chuồng cọp, nếu cần thiết phải bố trí ô cửa hãy tạo lối thoát nạn thứ hai qua cửa phụ, ban công, lên mái, sang nhà bên cạnh. Mỗi gia đình cần có phương án thoát nạn và chia sẻ cho các thành viên được biết. Khi cháy xảy ra, phải nhanh chóng thoát nạn qua cửa chính, cửa phụ, qua cầu thang, ban công, lô ra hoặc lối lên mái. Lưu ý, không hoảng sợ, không chạy loạn, không ẩn núp trong các khu vực nhà vệ sinh, tủ, gầm giường khi có cháy. Không sử dụng thang máy khi cháy xảy ra, chỉ dùng cầu thang bộ thoát nạn. Không cố gắng chữa cháy trừ khi bạn biết sử dụng phương tiện chữa cháy và nhận thấy có thể khống chế đám cháy an toàn. Không đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm, không cố gắng quay lại khu vực đang xảy ra cháy. Trong quá trình thoát hiểm ở vùng có nhiều khói, hãy dùng khăn vải thấm nước che kín miệng, mũi, cúi thật thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói, men theo tường và di chuyển đến lối thoát nạn an toàn. Một số biện pháp phòng cháy chủ động học tập, tìm hiểu để có kiến thức và kỹ năng cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy trong gia đình. Trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thắp hương thờ cúng và tắt các thiết bị điện không cần thiết. Dây điện phải đi trong ống gen hoặc âm tường. Sử dụng các thiết bị điện phù hợp theo công suất của ổ cắm dây dẫn. Không tự ý câu móc đấu nối điện. Không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn. Kiểm tra bảo dưỡng thay thế thiết bị điện thường xuyên sắp xếp đồ dùng hàng hóa, vật liệu dễ cháy, ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện ít nhất 0,5 mét. Khi sạc xe đạp điện, xe máy điện phải có người trông coi, không vừa dùng điện thoại vừa sạc. Khi đun nấu, đốt vàng mã phải có người trông coi. Lựa chọn nhiên liệu gas, thiết bị đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời thay thế thiết bị bếp bị hư hỏng khóa van bình ga tắt bếp khi không sử dụng không buôn bán tàng trữ trái phép các chất dễ cháy nổ như pháo pháo hoa sử dụng an toàn các chất dễ cháy trong đời sống sinh hoạt hàng ngày hạn chế khối lượng chất dễ cháy như xăng dầu ga trong gia đình sử dụng thợ hàn đã qua đào tạo và lưu ý bảo đảm khoảng cách an toàn hoặc che chắn vật dụng gần phạm vi hàn cắt có người giám sát trong quá trình hàn cắt có phương tiện chữa cháy tại chỗ khi kết thúc phải kiểm tra lại khu vực hàn cắt, chủ động trang bị một số phương tiện phòng cháy chữa cháy, bình chữa cháy sách tay, thiết bị cảnh báo cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây, dụng cụ phá rỡ, bộ dây hạ chậm. Hãy chủ động tham gia mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy để bảo vệ tính mạng cho bạn và những người thân trong gia đình. Đối tượng xây dựng mô hình gồm từ 5 hộ gia đình có nhà ở liên kề trở lên trong đó có ít nhất một hộ gia đình là nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh phương tiện phòng cháy chữa cháy tối thiểu mỗi hộ gia đình cần trang bị tối thiểu một bình chữa cháy sách tay một dụng cụ phá rỡ thô sơ bố trí nơi quy định và dễ thấy dễ lấy lối thoát nạn nhà hai tầng trở lên có lối ra thoát nạn thứ hai qua ban công lô ra lên tầng mái thoát nạn bằng thang dây ống tụt hoặc sang nhà bên cạnh hệ thống nút ấn báo cháy gồm các thiết bị nút ấn bên trong và bên ngoài hộ gia đình, chuông còi báo sự cố cháy bằng âm thanh, đèn báo sự cố, dây dẫn, nguồn cấp cho hệ thống báo cháy. Hệ thống được kết nối liên động giữa các hộ gia đình trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi một hộ gia đình nhấn nút báo cháy, tất cả các chuông báo cháy sẽ cùng hoạt động, đồng thời đèn báo sự cố tại hộ gia đình đó sẽ sáng, thông báo cho các hộ gia đình để trợ giúp chữa cháy, cứu người và thoát nạn hệ thống báo cháy có thể kết hợp sử dụng để thông báo nhờ trợ giúp khi xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự hoặc cần sơ cấp cứu chú ý các điều kiện của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phải được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình sinh hoạt sản xuất kinh doanh của hộ gia đình mỗi người dân cần tích cực chủ động phòng cháy tốt sẵn sàng lực lượng phương tiện chữa cháy kịp thời và có hiệu quả